in-store analytics thì trong một cái siêu thị á, thường thường nó là hoặc là convenience store, thường thường là đất chật người đông, thì ở đây trong siêu thị là đất chật hàng đông. Thì khi mà bạn quyết định bạn đặt cái món nào chỗ nào cho người ta mua á, nếu bạn không có science, bạn không có data science thì các bạn sẽ thường là các bạn sẽ hay đặt theo thói quen. Tuy nhiên á, là thực sự á, để mà optimize được cái lợi nhuận của siêu thị thì mình cần phải biết được là khu nào là khách hay nhìn, để mình có thể có cái bargaining power, mình nói chuyện với lại cái nhà cung cấp thực phẩm hay là những nhà cung cấp những cái món hàng rằng ok, cái chỗ đó muốn hàng của bạn muốn ra cái chỗ vị trí đó thì bạn mới cho tôi cái margin, tức là cái lợi nhuận nhiều hơn thì tôi mới cho hàng bạn ra đó. Thì nếu mà các bạn nhớ lại cái trải nghiệm đi siêu thị của các bạn, không biết là các bạn hay nhịn đâu, nhưng mà trái với cái conception của nhiều người á, là những thứ mà đặt ở giữa đôi khi lại không được nhìn nhiều. Ví dụ là các bạn sẽ có thể thấy là ở giữa những cái món đồ đặt ở giữa nhìn nó rất là hấp dẫn, người ta cố gắng đặt trái cây, đặt hoa, đặt đồ tươi ở giữa, đúng không, để cho nhiều người có thể mua hoặc là lấy từ mấy đồ đó, thường là perishable, tức là nó hư sớm. Tuy nhiên á, là sự thật thì á, là mọi người, các bạn sẽ nhìn thấy mọi người sẽ quan tâm vào mấy cái kệ hàng xung quanh hơn là cái ở giữa. Và ở đây là chỉ dùng một cái camera, một cái IP cam bình thường, giống như IP cam đâu đó trong phòng này, thì chúng tôi nhìn cái góc đó, chúng tôi có thể quát được ra là cái không gian của những cái kệ, và chúng tôi có thể ra được cái layout, là trên cái layout đó chúng tôi show được là khu nào là cái khu mà được người ta quan tâm nhiều nhất. Em có thể cho speed 1.5 không? Tức là tốc độ video 1.5 cho nó nhanh lên. Hai luôn cũng được, hai luôn đi. Hai luôn. Được. Đó, các bạn sẽ thấy. Tức là từ mình phân tích cái sự khác biệt của cái hành vi của người dùng, cuối cùng để mình ra được, cuối ngày mình sẽ tổng kết được. Ở bên góc phải trên này là cái sự khác biệt vào ngay lúc đó, ngay cái lúc người ta đang đi thì nó liệt kê ra cái góc phải trên kia. Còn cái này là góc phải dưới, đó là tất cả thời điểm từ cái lúc mà bắt đầu mở camera tới bây giờ. Đó, thì các bạn sẽ thấy là người ta quan tâm nhiều ở những cái kệ rìa hơn là mấy cái kệ ở giữa. Và cái này chỉ mới một camera thôi, nó đã cho thấy được cái insight giống như vậy. Rồi, vậy thì cái solution mà bên IQ tôi cung cấp á, thì 10 giây quảng cáo thôi, là chúng tôi không có sử dụng camera đặc biệt, chúng tôi không sử dụng phần cứng gì đặc biệt. Đơn giản là các bạn đưa IP cam, các bạn mua của Vision giá rẻ, các bạn mua loại mắt của Samsung, Hanwha, hay các bạn mua của VP9 chẳng hạn, thì nó nén tốt hơn nha. Chúng tôi đều có thể đưa ra solution được hết, và real time processing, và chúng tôi luôn cập nhật cái model deep learning của chúng tôi on the go liên tục. Và chúng tôi có original research team gồm tôi và hai bạn PhD về computer vision nữa, để làm ra những cái cập nhật gần như là free cái thuật toán về nhận dạng của chúng tôi cho khách hàng. Khách hàng của chúng tôi thì ít thôi, có vài thôi, nhưng mà đều thường là order nó lớn. Các solution của chúng tôi đã cung cấp cho những cái chỗ này thì có những cái use case rất là vui. Đó là ví dụ như là có những cái khu resort, bạn có những khách hàng họ mua đó, họ trả tiền để họ nghỉ lại, nhưng mà họ lại không có trả tiền mua buffet trưa. Xong rồi họ lại lợi dụng cái lúc mà buffet trưa đang đông á, cái họ đi vào họ ăn. Thì cái khu resort đó họ đối xử như thế nào? Tại vì resort 5 sao, 6 sao không thể tới kêu ê anh ơi anh không có, anh không có thẻ mời đi ra, thì vậy nó kỳ lắm, đúng không? Thì solution rất là đơn giản, đem lại cái best customer experience như sau. Khi mà phát hiện ra được ai đó vô ăn cọp, ăn quỵt, không biết gọi chính xác là gì, đó đại loại vậy, thì tụi tôi sẽ alert your manager và người quản lý, và người quản lý cứ quan sát thoải mái cho khách hàng ăn thoải mái xong xuôi thôi, rồi check cái database coi thử khách hàng này là khách hàng ngủ lại không. Nếu khách hàng nghỉ lại thì thường là có credit card của họ rồi, gửi bill về phòng đó. Còn nếu khách hàng đó không có phải là khách hàng nghỉ lại thì đợi ăn xong đã rồi thì bạn đó cứ tới đưa cái bill, nói anh ơi đây là bill của anh, bởi vì anh không có đăng ký nên chúng tôi phải
người ta cứ để người ta hưởng thụ dịch vụ mình thoải mái, sau đó mình chạp thôi. Nếu không có camera, không có solution của chúng tôi thì cái điều đó rất là khó làm.